Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay thì Linh sẽ test cho mọi người xem cái accessory vàng của Enchantress nha. Để hôm nay vẫn đang được free á, nên là mình tranh thủ. Mấy hôm nay NE cho free tất cả các cha chơi thích ghê á. Mọi người đã tìm ra con nào phù hợp với mình chưa? Hunter lâu quá ta. Hai ơi. Hôm nay Linh rủ anh hai test cùng Linh. Thường thường là những cái video về review skin hay là accessory á, thì Linh toàn chơi với bot thôi nha mọi người. Hai ơi, ra giữa map. Chỗ ba bức tường á. À, ổng chưa gây xa. À, đứng yên cho người ta hít nào. À. Đẹp. Cái accessory nó sáng trưng à hai. Nó sáng trưng mà mọi người ơi. Ừ. Nó là một cái em hiểu cho mày lên sợ cho mẹ. Nhưng mà Linh không thích cái phần đế của cái accessory này cho lắm, nó chỉ là một quả cầu thôi á thì đẹp. Ừ. Tự nhiên phía dưới có cái đế to quá. Nhìn như cái quả cầu tuyết vậy á. Nếu mà nó chỉ có cái bong bóng thôi thì đẹp. Nó chỉ có quả cầu thôi thì đẹp. Lúc mà đi á, nó sẽ có hiệu ứng nè mọi người. Cái này là cái gì? Hình như bong bóng hay sao á. Bọc, cái bọc nước á. Nó lấp lánh. Đó. Mọi người có thấy không? Trên đầu Hunter đang có một cái đám mây nè mọi người. Đám mây có hai con mắt. Kiểu như là Hunter sẽ bị sét đánh vậy đó. Hai đập cơ mà thôi. Mình có sọ ba rồi nè. Giờ có hai. Được sọ ba không? Có. Mọi người xem sọ ba có hiệu ứng gì nha. Hai đứng im mà. Đây. Ôi giật điên đảo luôn á. Bị sét đánh. Giật nè. Nói chung là cái giật nào nó cũng có sét đánh hết trơn á. Cái sọ thì nó lại thành cái đám mây ở trên đầu của Hunter. Hình như là lâu lâu cái quả cầu nó có mấy cái tia sét luôn á mọi người. Lâu lâu cái quả cầu á. Điên đảo luôn. Ủa sao lúc hai quýnh nó em không thấy lên ta. Em thích mà. Heal rồi mà đó. Hồi nãy heal rồi mà. Rồi hai đập nó cái nữa đi. Không lên. Người thấy cái accessory này như thế nào? Thấy nhìn nó cũng hay hay. Nếu mà không quay ra thì để dành đá tím á, hết cái mùa này là nó sẽ bán trong shop á mọi người. Hình như là 8.000 mấy đá tím á.
Nhưng mà cái quả cầu này nó hơi sáng nên chắc sẽ hút hơn Hunter á. Hunter nào mà mở mắt setting là thấy liền sáng trưng này mà. Heal nó ha hai. Hay sao? Được rồi. Hay thử heal luôn. Có một sọ à. Heal quá thử luôn. Bây giờ tích 5 sọ xong rồi làm lại từ đầu là giật 2 sọ với lại một cái sọ. Sọ 3 hả? Ủa, hay đập nó đi. Đập con kia, đập nhầm người rồi. Giết boss một cũng không sao. Ơi. Lên à? Không. Lên kìa, đúng sợ. Ờ, lên. Chắc lên mấy lần nữa. Ừ. Bây giờ mình sẽ chích sợ 3 nè. Đau đầu. Sợ 1 nè. Đó. Chỉ lên được 1 lần nè. Ừ. Mình hơi lên được 1 lần nữa. Mọi người thấy accessory này như thế nào? Có gì comment ở phía bên dưới cho Linh biết nha. Nhớ tặng Linh một like và một subscribe. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Bye bye.